ăn sáng xong cô nhà. Vâng. Mẹ đi chặt cây vào về làm những cái gì đấy nhá. Vâng. Mẹ đi chặt cây vào về. Cô vợ nhặt cũng không đi đâu nhé. Vâng. Làm đâu đấy? Cũng ở nhà. Vâng. Không đi đâu. Vâng, mẹ đi chặt cây à. Vâng. Này. Cũng ở nhà cũng không đi đâu. Vâng. Ở nhà trong nhà. Vâng. Mẹ đi một tí mẹ về không? Vâng.
Các cô ơi, con chơi với cô, con chơi với ba chú nhá. Mẹ đi chặt cây, con đi tìm cái gì cho con hai ạ. Em nhiều ức thật đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất nhiều thật đấy. Đây rồi cũng không đi đổ đấy. Rất là nhiều thật. Nhiều thật đấy. Đây rồi, cũng mang đi đủ đó. Đủ đó.
Tôi cũng 12 tuổi cũng đi về nhà đó. Cũng tuổi đó. Cái này 2 cân là 20.000 nhé. Thank you.
bán nào cún? Thank you.
về rồi. Con đi chợ về á? Vâng. Mẹ bảo cô ở nhà mà. Con đi chợ. Mẹ này cũng phải kiếm mẹ cũng đi chợ à? Ừ, mẹ ơi, mẹ làm cho chúng nó thấy thích chú à? Ờ. Con chú còn nhà. Cún ơi. Hả? Mẹ bảo cún ở nhà cũng đi đâu? Mẹ ơi, sướng lắm. Sướng không? Có, sướng lắm. Mẹ rửa cái này lên. Vâng. Mẹ ơi, mẹ rửa xong mẹ đu cho cún nhá. Vâng. Sướng không? Cún ơi. Sướng lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đu cho cún. Vâng. Sướng không? Sướng lắm mẹ ơi. Đây đã. Mẹ ơi, mẹ con đi học với con về chơi nhá. Vâng. Con đi học về chơi nhá. Vâng. Được không? Tiếng thật mẹ ơi. Đó, thật á? Vâng. Tiếng không? Tiếng thật. À. Dạ. Thật đấy. Chơi rồi. Vâng. Không có ai chơi với cúng thì có chơi ở đây nhá. Vâng. Mẹ đi dọc cái này xong à. Đi về đó. Vâng. Mẹ đi học về mẹ ở đó. Vâng. Chơi đó.